Giang Hồng Hẩm Thành Nhân xin thân chào các bạn nha. Hôm nay xin đến các bạn một cái hãy nói là một cái hộp búp bê siêu phẩm nha các bạn. Đây rất là đẹp. Đó, cái hộp búp bê này thì cái chiều cao là nó khoảng khoảng 30 cm nha các bạn. Chiều dài là cũng dài dữ à. Chiều dài chắc cũng khoảng là cỡ nửa mét các bạn. Cỡ nửa mét nhiều khi hơn luôn á. Đó, thì các bạn để mình quay sơ cho các bạn thấy nha. Đó, đây là giường tầng nha các bạn. Đó, giường tầng. Đó, một bé búp bê rất là đẹp. Rồi trên đây các bạn là học tủ luôn các bạn. Cái này là nó đã làm rất là sinh động ha, giống như là cái ngôi nhà ngoài đời thiệt luôn. Đây búp bê ha, búp bê đầm cam. Đó, màu tím. Rồi ở đây là có cái kiến ha. Đó, rồi cái bộ bàn trang điểm rất là đẹp, cái ghế ngồi luôn. Đó, ghế ngồi trang điểm luôn nha. Đó. Sản phẩm này thì giá cũng không bao nhiêu các bạn nào thích sản phẩm này thì có thể là đến trực tiếp cửa hàng mình tại địa chỉ là 51/6 Lê Thiện, phường 6 nha bạn, gần trường tiểu học Kim Đồng các bạn. Đó, Giang Hồng Phẩm Thành Nhân thì các bạn có thể là xem cụ thể sản phẩm này nha. Ok, xin chào và xin hẹn lại các bạn những clip lần sau, bye bye.